đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị thiết kế thi công trọn gói uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị nội thất tân cổ điển mang lại không gian sống đáng ngưỡng mộ của gia đình anh Sự tại Ninh Bình. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần cùng với chúng tôi đón nhận thêm nhiều không gian đẹp hơn nữa. Của căn biệt thự gia đình anh Sự, quý vị và các bạn hãy cùng với Hải Vân nắm được công năng của mẫu biệt thự 2 tầng 1 tum này nhé. Công năng thì được các kiến trúc sư của Apollo Việt thiết kế tiện nghi và chuẩn phong thủy trên diện tích xây dựng là 135m² với gần 10m² sảnh. Cụ thể là công năng căn nhà được bố trí gồm có tầng 1, phòng khách, phòng ăn và bếp, phòng ngủ, phòng thờ và nhà vệ sinh chung. Tầng 2 thì gồm có phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ thường, phòng ngủ master và nhà vệ sinh chung. Tầng 3 thì gồm có phòng ngủ thường, phòng tập thể dục và nhà vệ sinh chung. Tiếp theo đây thì Hải Vân sẽ dẫn quý vị và các bạn khám phá nội thất độc đáo, sang trọng của gia đình anh Sự nhé. Bước vào căn nhà, quý vị sẽ thấy được toàn bộ đồ nội thất đều được làm bằng gỗ với gam màu be nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Đây là chất liệu được rất nhiều chủ đầu tư lựa chọn để bài trí cho ngôi nhà của mình. Bởi gỗ thì có rất nhiều ưu điểm, sử dụng chất liệu gỗ đem đến không gian hài hòa, thân thiện và ấm cúng cho các thành viên trong gia đình. Cùng với chất liệu gỗ thì nội thất của mẫu biệt thự 3 tầng sử dụng chất liệu gạch granite màu kem cho tầng 1 và gỗ nâu cho các tầng trên đem đến sự hài hòa cho toàn bộ không gian. Gạch granite có độ cứng cao, chống chịu tốt với các tác động khắc nghiệt từ ngoại cảnh, không bị rạn nứt theo thời gian. Ngoài ra thì gạch còn được mài bóng nên sau thời gian sử dụng, gạch sẽ trở nên bóng hơn chứ không bị bong chóc như các cái loại gạch men thông thường khác. Không gian phòng khách của biệt thự tân cổ điển được bố trí bộ bàn ghế theo phong cách châu Âu với họa tiết hoa văn chạm trổ ấn tượng, mang nét đẹp của sự cổ điển tinh tế. Bộ bàn ghế khiến tổng thể ngôi nhà trở nên sang trọng đẳng cấp hơn rất nhiều, kết hợp cùng với phần bọc kem đậm hiện đại. Giúp cho người ngồi luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Hệ thống trần nhà được thiết kế hoa văn phào chỉ với hệ thống đèn chùm lớn, làm tăng độ lung linh, sang trọng của cả căn biệt thự. Đối diện hai bức tường là sự đối lập, một bên nhẹ nhàng với bức tường treo tranh phong cảnh, một bên là kệ tivi được làm bằng gỗ tự nhiên, sơn màu trắng là một sự lựa chọn hợp lý, đồng bộ cho không gian phòng khách. Kệ tivi được làm một cách tinh xảo, giúp cho không gian thêm phần tinh tế và hiện đại. Bên cạnh đó thì bức tường sau kệ tivi được ốp đá sang trọng cùng với hệ thống hoa văn cổ điển giúp cho phần tường để tivi không bị nhàm chán, thay vào đó là sức hút tuyệt vời. Bước qua cầu thang, Hải Vân sẽ đưa quý vị và các bạn vào phòng bếp. Ngăn cách không gian phòng khách và không gian riêng tư là hệ tủ trang trí thông thoáng để làm tăng sự rộng rãi cho toàn bộ căn nhà. Phòng bếp được bố trí ngay cạnh sân gia công và vườn sau nhà, giúp cho chủ nhân ngôi nhà thuận tiện di chuyển ra vườn sau để lấy nguyên liệu nấu ăn. Tại trung tâm phòng bếp và ăn thì chúng tôi đã lên phương án để một bộ bàn ăn hình chữ nhật vừa đủ cho 6 người. Bộ bàn ghế ăn được làm bằng gỗ, sơn màu trắng đồng bộ. Riêng ghế thì có thêm đệm lót cổ điển làm tăng thêm sự sang trọng cho phòng ăn. Giống với phong cách của phòng khách, phòng bếp cũng mang cho mình nét đặc trưng của kiến trúc tân cổ điển với nội thất, màu sắc, hoa văn, thức cột. Tủ bếp rộng rãi, tích hợp với hệ giá bát rộng lớn, máy hút mùi, lò nướng đem đến cho mọi thành viên trong gia đình dễ dàng sử dụng. Hệ thống đèn trang trí, đèn chùm gắn trần sang trọng giúp cho không gian phòng bếp thêm ấm cúng hơn. Ngay cạnh phòng bếp chính là phòng ngủ. Phòng ngủ bao gồm giường ngủ, táp đầu giường, tủ quần áo và tivi treo tường. Những đồ nội thất này đã được sắp đặt rất là hợp lý, đảm bảo không gian không bị chật chội. Điểm nhấn của căn phòng chính là hệ thống đầu giường được thiết kế theo hình vuông miện, uốn lượn mềm mại hơn. Thiết kế này đem đến sự hoàn hảo hơn cho không gian nghỉ ngơi của gia chủ. Tầng 2 sẽ là toàn bộ hệ thống phòng ngủ, trong đó thì có phòng ngủ master. Nội thất phòng ngủ thì thường bao gồm có giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, táp đầu giường, kệ tivi thì đều được làm bằng gỗ đồng bộ với căn nhà. Phòng ngủ master là không gian đẹp và rộng nhất trên tầng 2. Giường ngủ chính là điểm nhấn đầu tiên của căn phòng với phần đầu giường có hoa văn nhẹ nhàng, tinh tế. Bên cạnh đó thì phòng ngủ master còn có hệ thức cột và vách ngăn độc đáo ở phần đầu giường, cách giữa phòng thay đồ một cách tinh tế. Thiết kế đèn chùm được đặt giữa phòng thu hút ánh nhìn cũng như là đem đến sự bình an, vượng khí và giúp giấc ngủ của gia chủ sâu hơn. Cạnh giường ngủ được bố trí bàn trang điểm thuận tiện cho gia chủ trang điểm trước khi đi làm hay là đi chơi. Không gian tầng 2 còn có khu vực sinh hoạt chung với bộ bàn ghế nhỏ. Đây sẽ là nơi các thành viên trong gia đình có thể đọc sách, thư giãn, trò chuyện với nhau dù đã lên tầng. Lên đến tầng tum thì Hải Vân thật sự thích thú khi mà gia đình anh Sự đã sử dụng hầu hết diện tích để làm sân chơi và phòng tập thể dục. Bên cạnh đó thì vẫn còn một phòng ngủ để dành cho khách, rất là thuận tiện. Thưa quý vị, phòng vệ sinh cũng được chúng tôi thiết kế nhằm tạo nên sự sang trọng, sạch sẽ và kín đáo, góp phần tạo nên cuộc sống văn minh và hiện đại cho chủ đầu tư. Như vậy, quý vị vừa được chiêm ngưỡng nội thất sang trọng của mẫu biệt thự 3 tầng của gia đình anh Sự tại Ninh Bình. Không gian sống hiện đại sang
trọng và tinh tế mọi góc nhìn, mọi không gian sống là điều mà Apollo Việt luôn muốn tạo ra cho những vị khách hàng chân quý của mình. Apollo Việt cung cấp giải pháp thiết kế thi công trọn gói nhằm mang đến không gian hoàn mỹ, sang trọng cho mọi gia đình Việt. Chúng tôi hy vọng những ngôi biệt thự đẹp và ấn tượng vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm những ý tưởng tuyệt vời cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu quý vị mong muốn sở hữu một ngôi biệt thự đẹp như vậy thì hãy liên hệ ngay theo số hotline 0962 368 892 hoặc 0334 5 11435 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng thì Apollo Việt xin chào và chúc sức khỏe quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.